Thanh tra Francisco mời gọi giáo hội đồng hành với người đồng tính, không nên phân biệt đối xử. Lời chúc mừng dành cho Đức Benedict 16 trong dịp kỷ niệm 65 năm linh mục. Bế mạc năm thánh Đức Mẹ hằng cứu giúp từ kinh thành hoa lệ đến vùng ngoại vi xa xôi. Đức Thánh cha Francisco mời gọi giáo hội đồng hành với người đồng tính, không nên phân biệt đối xử. CNA đưa tin, trên chuyến bay trở về từ Armenia ngày 26 tháng 6, Đức Thánh cha đã trả lời một số câu hỏi được chú ý. Ngài nói, giáo hội cần có những lời xin lỗi đối với những anh chị em đồng tính vì họ bị thiệt thòi nhiều. Đức Francisco đồng ý giáo hội phải nhận lỗi và xin tha thứ ở những trường hợp có sự kỳ thị phân biệt với người đồng tính và có ý muốn loại họ ra ngoài rìa. Ngài một lần nữa nhấn mạnh rằng phải tôn trọng và đồng hành với họ những người đồng tính trong mục vụ. Có thể lên án, nhưng không phải vì các lý do thần học, mà là các lý do hành vi lễ độ. Vấn đề là, mỗi người đều có một hoàn cảnh. Đức Thánh cha đã lặp lại thông điệp sau chuyến công du Rio de Janeiro năm 2013 của Ngài, rằng nếu họ là những người có lòng thiện chí kiếm tìm Thiên Chúa, chúng ta là ai mà đòi phán xét họ? Chúng ta hãy đồng hành cùng họ, và đó là những gì lề luật dạy, rất rõ ràng, Đức Thánh cha nói. Đức Francisco đã có cuộc trò chuyện với khoảng 70 nhà báo trên chuyến bay trở về từ Armenia sau chuyến viếng thăm kéo dài từ 24 đến 26 tháng 6, với các hoạt động như gặp gỡ Tổng thống Sheikh Sargsyan và tham dự lễ tưởng niệm nạn nhân cuộc diệt chủng Armenia, cũng như diện kiến Đức Thượng phụ Catholicos Karikin đệ nhị của Giáo hội Armenia Tông truyền. Trong một giờ họp báo, ngoài câu hỏi nhận xét về cuộc nổ súng và người đồng tính ở Orlando, Hoa Kỳ, thì còn có các câu hỏi được đặt ra cho Đức Thánh cha, tập trung vào các vấn đề như Liên hiệp Anh Quốc rời khỏi EU, nữ phó tế, hiệp nhất Kitô giáo và vai trò của giáo hoàng danh dự Đức Benedict 16. Nhà báo của CNA muốn biết suy nghĩ của Đức Francisco về cáo buộc cho các Kitô hữu là nguyên nhân dẫn đến hận thù và bạo động trong cuộc thảm sát Orlando. Cha nghĩ rằng giáo hội không chỉ phải xin tha thứ, không chỉ xin những người đồng tính bị xúc phạm tha thứ, mà còn phải xin người nghèo, xin những phụ nữ bị lạm dụng, những trẻ em bị bóc lột lao động, tha thứ. Các Kitô hữu phải xin tha thứ vì không theo kịp nhiều lựa chọn. Nhiều gia đình Kitô hữu cũng nên xin tha thứ vì nhiều vấn đề, vì thiếu những hành xử đúng. Và tha thứ không chỉ là lời xin lỗi, Đức Thánh cha đã lưu tâm trong khi có rất nhiều tín hữu và cả các mục tử thiếu thánh thiện. Họ đã bỏ qua gương mẫu của nhiều. Họ đã bỏ qua gương mẫu của nhiều vị thánh phục vụ đời thường như mẹ Teresa Cancuta. Nhiều lúc các linh mục là ông chủ chứ không phải người cha, Đức Thánh cha nói. Họ đã đánh phạt chứ không ôm lấy, không tha thứ và an ủi. Đức Thánh cha nhấn mạnh đến định nghĩa của sự thánh thiện là khiêm nhu và ẩn mình. Nhắc đến dụ ngôn lúa và cỏ lùng, Ngài mời gọi mọi người hãy luôn cầu nguyện vì Chúa đã gieo cỏ lùng để lúa mì tăng trưởng. Đức Thánh cha nói, đó là đời sống của giáo hội. Chúng ta không thể tạo ra các hạn mức. Nhưng tất cả chúng ta là thánh vì có ơn thánh thần soi sáng. Và chúng ta cũng là những tội nhân. Và tôi là người trước hết. Lời chúc mừng dành cho Đức Benedict 16 trong dịp kỷ niệm 65 năm linh mục. Hôm thứ Ba ngày 28 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh cha Francisco đã tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm ngày chịu chức linh mục cho vị tiền nhiệm của mình là Đức Giáo hoàng danh dự Benedict 16. Joseph Ratzinger đã lấy hiệu Benedict 16 khi Ngài được bầu lên làm giáo hoàng vào năm 2005, đã đến tham dự lễ kỷ niệm của mình tại sảnh đường Sala Clementina trong điện thông tòa. Cùng tham dự lễ kỷ niệm còn có hơn 30 vị hồng y cũng như một số khách mời. Lễ tạ ơn gồm hai phần chính là thánh ca do Cộng đoàn Sistine đảm trách và bài diễn văn của Đức Thánh cha Francisco dành cho vị tiền nhiệm của Ngài. Trong bài diễn văn, Đức Thánh cha Francisco nhắc lại phản ứng của Thánh Tông đồ Phêrô trước câu hỏi của Chúa Giêsu: anh có yêu mến Thầy không? Phêrô, vị giáo hoàng đầu tiên trả lời: lạy Chúa, Chúa biết mọi sự, Chúa biết con yêu mến Chúa. Đức Thánh cha nói, và điều này là nét đặc biệt trong toàn bộ đời sống phục vụ
trong tư cách một người linh mục và thần học gia nơi Đức Ratzinger. Ngài tiếp tục, lòng yêu mến Chúa và suốt đời tìm kiếm đấng mà mình yêu mến là điều mà Đức Ratzinger đã và đang làm chứng ngày nay. Điều quyết định trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta chính là Chúa thực sự hiện diện, đấng mà chúng ta mong ước và gần gũi người trong nội tâm, đấng mà chúng ta yêu mến và thực sự tin tưởng, tin rằng Chúa thực sự yêu thương chúng ta. Chính khi sống và làm chứng một cách khẩn trương và sáng ngời điều duy nhất thực sự quan trọng như thế, mà Đức Ratzinger vẫn tiếp tục phục vụ giáo hội, không ngừng góp phần mạnh mẽ vào sự tăng trưởng của giáo hội, và Ngài vẫn đang thi hành điều đó trong đan viện nhỏ bé Mater Ecclesiae ở Vatican. Trước khi kết thúc bài diễn văn, Đức Thánh Cha Francisco đã thay mặt cho toàn thể giáo hội gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến Đức Giáo Hoàng danh dự Benedict XVI. Trong buổi lễ kỷ niệm, Đức Benedict đã tận tay trao tặng sách bài giảng của Ngài cho Giáo Hoàng Francisco. Sách được in nhân dịp kỷ niệm 65 năm Hồng Ân Linh Mục của Đức Benedict. Người anh trai George Ratzinger của Đức Benedict cũng đã chịu chức linh mục cùng thời điểm với Ngài. Bế mạc năm thánh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp từ kinh thành hoa lệ đến vùng ngoại vi xa xôi. Hôm Chủ nhật ngày 26 tháng 6 tại Roma, kinh thành Vĩnh Cửu, nơi có nhà mẹ của dòng Chúa Cứu Thế, đã cử hành thánh lễ bế mạc năm thánh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, nhân dịp kỷ niệm 150 năm bức linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp được trao cho nhà dòng. Trước đại lễ 9 ngày, đã diễn ra các giờ hành hương suy niệm về bức linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và thánh lễ mỗi ngày, với nhiều ngôn ngữ khác nhau như Việt Nam, Đức, Ý, Anh, Tây Ban Nha, Ba Lan, Pháp và Bồ Đào Nha. Đặc biệt, còn có buổi cử hành phụng vụ theo nghi lễ Đông Phương. Kết thúc tuần Cửu Nhật trước đại lễ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp được cử hành tại Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả ở Rome, Đức Hồng Y người Brazil João Bradeavi, Tổng trưởng Thánh bộ các tu đoàn Tông đồ và đời sống Thánh hiến, đã chủ tế Thánh lễ vào lúc 4 giờ chiều, giờ châu Âu. Linh mục bề trên tổng quyền dòng Chúa Cứu Thế Michael Brown đã gửi đến những lời chúc tốt đẹp và lời chào mừng lên Đức Hồng Y. Trước thánh lễ, đã diễn ra cuộc rước kiệu linh ảnh Đức Mẹ đi quanh những con đường bên cạnh Vương cung Thánh đường. Các tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế đang học tập và làm việc tại nhà mẹ cùng với các tín hữu đã tích cực tham gia đoàn rước kiệu. Đức Hồng Y João Bradeavi trong bài giảng của mình đã nhắc lại sứ mạng quảng bá lòng sùng kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp mà Hội Thánh qua tay Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9 đã trao phó cho các tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế với mệnh lệnh hãy làm cho thế giới biết về mẹ. Đức Hồng Y nói rằng, Ngài thấy các tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế luôn mang theo bức linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp bên mình ở bất cứ nơi đâu họ đến, đặc biệt là những vùng ngoại vi. Năm nay cũng là năm lòng thương xót Chúa, càng cho thấy vai trò đặc biệt của Đức Maria trong việc công bố lòng thương xót của Thiên Chúa Cha. Cuối thánh lễ, linh mục Martinez Soto, bề trên nhà dòng, đã dâng tặng Đức Hồng Y một bức linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, là bản sao của bức linh ảnh được đặt tại đền thánh Alfonso, đấng sáng lập dòng Chúa Cứu Thế. Cũng thế, vào hôm 27 tháng 6, tại nhà thờ Nà Phạc, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam, nơi hiện diện của một cộng đoàn dòng Chúa Cứu Thế non trẻ, cũng đã diễn ra lễ bế mạc năm thánh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Thánh lễ do cha Giuse Nguyễn Văn Tĩnh, bề trên cộng đoàn Nà Phạc, cử hành bằng hai ngôn ngữ, Việt và Hờ Mông. Đây là một cộng đoàn vùng Sơn Cước, với đa phần tín hữu là người thiểu số Hờ Mông. Dòng Chúa Cứu Thế trên toàn thế giới, dù hiện diện tại những kinh thành hoa lệ hay những vùng xa xôi, nghèo nàn nhất, đều đã dâng thánh lễ bế mạc năm thánh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.